Đây là bài viết Sẽ ra sao nếu bạn sáng tạo nhiều như cách bạn tiêu thụ của tác giả Mục Đồng. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Mình và bạn đều đang sống trong thời đại tiêu dùng, consumerism. Ở đó người ta kiếm tiền bằng cách khuyến khích mọi người hãy tiêu dùng nhiều hơn đi. Không chỉ ở việc thúc đẩy mua hàng mà còn là tiêu thụ các sản phẩm số một cách nườm nượp. Thử nhìn lại xem trên truyền hình, các game show được làm mới mỗi năm để thu hút và kéo chân khán giả, từ bolero cho tới rap Việt rồi vân vân. Thế còn mạng xã hội thì sao? Facebook Watch, TikTok, YouTube hay là Netflix đã và đang là những ông kệ lấy đi rất nhiều thời gian của chúng ta. Mọi chuyện sẽ ổn nếu bạn coi có chừng mực, đúng với mục đích ban đầu của nó là giải trí. Thế nhưng cái cách mà các mạng xã hội, social media đã làm nên là cố kéo giữ người dùng ở lại càng lâu càng tốt trên nền tảng platform của họ. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về sự kiểm soát đáng sợ trong hành vi và quan điểm mà social media có thể mang lại cho chúng ta, thì hãy xem bộ phim tài liệu The Social Dilemma trên Netflix nhé! Để cân bằng niềm vui và sự phát triển, bạn cần sản xuất, create nhiều hơn, hoặc ít nhất là ngang ngửa với tiêu thụ, consume. Sản xuất hay sáng tạo ở đây là gì? Đó có thể là việc bạn làm ra được một sản phẩm hữu ích nào đó. Trong đa số trường hợp hiện nay, có thể là sáng tạo nội dung, viết bài chia sẻ, quay video hay là chơi guitar vân vân. Nói nôm na, đó là cách mà bạn tạo ra một cái gì đó mới và chia sẻ nó đến thế giới này. Khác biệt gì giữa niềm vui của việc tiêu thụ và sáng tạo? Tiêu thụ mang đến sự vui vẻ cho bạn, bởi vậy không ai là không thích tiêu thụ cả. Tuy nhiên, nó chỉ là sự giải trí nhất thời và không bền lâu. Bạn có thể vui được một giờ với ly trà sữa ngon, một ngày với một bộ phim hay, một tuần với một đôi giày hiệu. Thế nhưng, hiếm có được gì dài lâu. Và để duy trì hoặc cố gắng thỏa mãn mình, bạn lại tiếp tục mua cái mới, xem cái mới, vân vân, một cách bất tận không ngừng. Đó là lý do bạn dễ thức khuya mất ngủ vì lướt Facebook hay là TikTok về đêm. Cuối cùng, khi không xem nữa thì có một cảm giác gọi là trống vắng khó tả. Sáng tạo thì khác, nó là niềm vui bền vững và quan trọng hơn. Nó giúp bạn giàu mạnh hơn từng ngày, chứ không làm hao mòn bạn. Sáng tạo giúp bạn cảm thấy đong đầy và tự tin, hiểu bản thân để cất lên tiếng nói của mình. Phần đông con người xã hội hiện nay thì rơi vào trầm cảm, buồn chán, thất vọng. Mình nghĩ một phần đó là do đánh mất sự cân bằng giữa sáng tạo và tiêu thụ. Nếu một ngày bạn chỉ biết lướt Facebook, xem YouTube, lướt TikTok thì sẽ rất dễ đánh rơi chính bản thân mình. Bạn không cho não bộ cơ hội được suy nghĩ, tìm tòi trong sáng tạo. Bạn chỉ ngồi yên một chỗ để chơi thì sẽ dễ béo phì cho tâm trí lắm. Để đầu óc được khỏe mạnh, chúng ta cần tập thể dục như là cơ bắp vậy. Hãy động não thường xuyên, hãy làm cái mới, hãy viết blog, hãy chơi nhạc, hãy sản xuất video, vân vân. Tất cả là quá trình cần thiết để bạn tìm ra bản thân, hiểu chính mình cũng như phát huy được sở trường mà qua đó còn thu lại được những đồng lương kha khá đấy. Những việc bạn có thể làm để cắt giảm tiêu thụ. Hạn chế mua sắm không cần thiết. Tắt đi thông báo notifications trên các ứng dụng, apps. Lướt mạng xã hội, social media có chủ đích. Tips là nếu thấy 10 phút trôi đi mà tay vẫn lướt trong vô định thì cố gắng thoát ra nhé. Bớt coi TV, game show hoặc coi có chọn lọc và giới hạn. Tốt hơn là xóa bớt những apps có thể gây nghiện như là TikTok, Facebook Watch, vân vân. Những việc bạn nên làm để tăng cường sáng tạo. Học chơi nhạc cụ. Tập viết blog. Học ngoại ngữ mới. Học quản lý tài chính cá nhân. Viết nhật ký mỗi ngày. Đọc sách có ý thức thường xuyên. Nhấn mạnh là có ý thức nhá. Các hoạt động tinh, tức là mày mò để tạo ra những vật dụng mới. Trên đây chỉ là những gợi ý và chiêm nghiệm của cá nhân mình. Bản thân mình thì cũng vẫn đang loay hoay để giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của chúng, để tiết kiệm năng lượng cho tâm trí và cũng để có nhiều thời gian hơn cho việc sáng tạo. Bạn và mình hãy cùng nhau create as much consume mỗi ngày nhé! Hy vọng rằng các bạn đã thích video vừa rồi. Đừng quên ấn like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn còn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Còn mình là Khánh Linh. Bye!